trường quê hương trong nắng mới còn mãi trong ta, đó là nơi bắt đầu nhưng đã cho ta tất cả hành trang vào đời ơi à ơi. Đây mái trường mang tên Cao Bá Quát, chiều mến thiêng liêng à, núi dài sơn cuống phù sinh khí linh thiêng nhắc nhở đừng quên cội nguồn ơi à ơi. Hương thánh thơ nhắc nhở hãy làm cánh chim bằng bay tới những đỉnh cao, vai nhau đắp xây nước nhà đẹp đàng hoàng hơn như tấm lòng Bác Hồ tròn ca cuộc đời vì nước vì dân vẫn hằng mong. Chúng ta sẽ thực hiện tâm nguyện người xưa cầm tháp bút lấy nước Hồ Gươm xanh viết lên trời cao khát vọng hòa bình yêu thương. Xin cảm ơn các em đã tạo dựng một cái cơ hội, có thể nói là cả hội đồng ngày ấy của nhà trường đang có mặt tại đây để chúng tôi có dịp được hoan hỉ thăm hỏi nhau và chúc sức khỏe nhau, và cũng là một dịp được nhìn thấy những gương mặt hết sức là phấn chấn trẻ trung của 200 học sinh khóa đó mà. Từ đó, đôi lúc trong ngày tôi cứ ngẩn ngơ,
là vì nó xốn sang. Xốn sang, cái xốn sang của tuổi trẻ nó phải thể hiện ra hành động, như xốn sang nó phải già, nó cứ âm thầm, nó cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Ban ngày mà đúng, tôi không hư cấu đâu, là có lúc tôi rửa bát mà cứ trắng mãi, trắng mãi. Bà xã nhà tôi cũng bảo anh ấy sạch rồi mà cứ trắng mãi như thế. Là vì lúc đó các kỷ niệm không những trường này, học sinh ở đây mà còn bốn tỉnh nữa, bốn trường bốn tỉnh rồi học sinh bốn tỉnh. Và cái thời gian tôi được sang Liên Xô vậy, cô rủi lắm kỷ niệm nó cứ chen chúc, mấy ngày nay nó cứ chen chúc làm cho tôi cứ ngơ ngẩn. Hai tối nay ngủ với ít, nói thật, may mà tôi không phải là một nhà văn. Nếu như nhà văn mà đang thai nghén một tác phẩm thì các bạn nguy hiểm. Xã hội phát triển rất nhanh và mức thu nhập thì không theo kịp. Vì vậy, những khó khăn đối về vật chất của các thầy cô là nó có. Và chắc chắn đây cũng là một điều mà những người lãnh đạo đều phải quan tâm. Vâng. Nhưng bên cạnh đó, các thầy cô có một thứ vô cùng giàu. Khi nói đến từ giàu thì phải nghĩ ngay giàu cái gì. Những ai nói với tôi là giàu hoặc nghèo thì tôi hỏi giàu cái gì và nghèo cái gì. Chứ tôi không bao giờ tôi nghĩ luôn là giàu đồng tiền hay là gì. Giàu tiền, giàu bạc nhưng mà bần hàn đến tư tưởng và tinh thần thì mới không phải là giàu. Đối với các thầy cô giáo, cái điều vô cùng giá trị và tôi cũng đã nói rất là nhiều rồi trong các hội nghị và chia sẻ bên ngoài rất nhiều rồi. Đó là lớp lớp các học sinh thành công, đó là niềm hạnh phúc, đó là một tình cảm vô cùng vô tận mà không ai có được. Và hôm nay chứng kiến ở đây, những học sinh có mặt ở đây dành cái tình cảm rất là lớn lao cho thầy cô. Đó là những món quà và đó là những cái gì giàu có không ai đo được với các thầy giáo cô. Toàn thể các bạn, 20 năm dường như trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư với vai trò mình của tuổi 17, 18. Vậy mà giờ đây gặp lại, ai ai cũng ít nhiều đổi thay,
đôi khi phải thoáng chút ngập ngừng mới nhận ra nhau trong niềm vui vỡ hòa của cảm xúc. 20 năm đã trôi qua, tóc các thầy cô nay đã bạc hơn nhiều, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, nhưng dù mọi thứ có đổi thay, dù trên bước đường đời có thành công hay thất bại, tâm hồn chúng ta vẫn luôn hướng về nhau, nhớ về nhau với những kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Lấy nước hồ gươm xanh viết lên trời cao khát vọng hòa bình.